Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda City, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B phổ thông của bên phía Honda. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2024, dịp đầu tháng mới này, Topcar VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn những cái chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này có sự thay đổi dành cho từng phiên bản của Honda City. Những chương trình về gói quà tặng phụ kiện vẫn được giữ nguyên, được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Và mức giá lăn bánh tại thời điểm này có sự thay đổi. Một cái mẫu xe mà quá phổ thông hiện tại thì nó đang cạnh tranh với cả Toyota Vios, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Hyundai Accent. Với cái dòng xe City này thì đang có 3 sự lựa chọn dành cho quý các bạn. Đó là cả 3 đều là số tự động, bản G, bản L, bản RS. Cả 3 bản đều là máy 1.5 hút khí tự nhiên và sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT. Ưu điểm của Honda City đó là một cái chiếc xe mà có cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất tốt. Ngoài ra nữa thì không gian bên trong của xe, người ngồi ở hàng ghế phía trước lẫn người ngồi ở hàng ghế phía sau cực kỳ rộng rãi luôn anh chị ạ. Còn về kiểu dáng thiết kế thì mình thấy City thuận mắt đa số người dùng và nhìn cũng rất là thể thao. Cụ thể từng phiên bản tại thời điểm này khuyến mại quà tặng, tặng bảo hiểm lăn bánh như thế nào, mình xin phép cập nhật luôn để anh chị chúng ta xem xét và cân đối tài chính. Phiên bản đầu tiên, phiên bản City G, bản thất tiền nhất số tự động. Bản này với mức giá đề xuất limit của nó đang là 559 triệu đồng. Tại thời điểm này, đại lý sẽ giảm giá về tiền mặt là 55 triệu anh chị nhé. Trong dịp đầu tháng 2, 55 triệu đồng tiền mặt cho phiên bản này. Ngoài ra nhé, lại tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa anh chị ạ. Ngoài ra nữa, tặng một cái gói phụ kiện là 40 triệu đồng dành cho quý vị các bạn. Giá bán còn 504 triệu đồng. City bản G này lăn bánh ở tỉnh của nó là 563 triệu. Ở Hà Nội là 594 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 583 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 563, Hà Nội là 594 và thành phố Hồ Chí Minh là 583 theo phương án trả thẳng. Mức giá lăn bánh này đã có 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây rồi. Thế còn mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 159 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 190 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 179 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 159, Hà Nội là 190 và thành phố Hồ Chí Minh là 179 theo phương án trả góp. Tuy là phiên bản thấp tiền nhất của Honda City số tự động, tuy nhiên nó cũng được trang bị những cái tính năng an toàn chủ động trong gói Honda Sensing. Mình có thể kể qua ví dụ như là nó có được trang bị về phanh giảm thiểu va chạm, nó có được trang bị về đèn pha tự động thích ứng thông minh, tự động điều chỉnh pha cốt luôn. Ngoài ra thì cũng được trang bị về Adaptive Cruise Control anh chị ạ. Nó có thể là bám đuổi, hỗ trợ giữ khoảng cách với cả cái xe phía trước. Cũng được trang bị cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn anh chị nhé. Và có được trang bị cái tính năng đó là thông báo xe phía trước khởi hành. Bản thất tiền nhất mà có cả Honda Sensing luôn. Quay trở lại với cập nhật về giá, bản G bây giờ là phiên bản L. Bản L của City thì đang có mức giá niêm yết là 589 triệu đồng. Đại lý đang giảm giá về tiền mặt cho phiên bản này là 58 triệu anh chị nhé. Ngoài ra tặng thêm quý cho các bạn 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa, tặng thêm một cái gói phụ kiện là 40 triệu đồng anh chị ạ. Mình nhớ hình như là cái tháng 1 thì giảm là 60 triệu đồng là về tiền mặt đấy. Ngoài ra nữa thì không có một cái gói phụ kiện thôi. Thế còn sang tháng 2 này thì 58 triệu nhưng mà lại được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân vỏ của nó cũng rơi vào khoảng tầm 7-8 triệu với cái chiếc xe này. Giá xe còn lại là 531 triệu, lăn bánh ở tỉnh là 593 triệu. Ở Hà Nội là 625 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 613 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 593, Hà Nội là 625 và thành phố Hồ Chí Minh là 613 theo phương án trả thẳng. Trả góp của City L này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 168 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 200 và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 188 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 168, Hà Nội là 200 và thành phố Hồ Chí Minh là 188 theo phương án trả góp. Sang cái phiên bản thứ ba đó là City phiên bản RS. Bản RS là phiên bản trước mắt các bạn, nó cũng là phiên bản thể thao và cũng là phiên bản đắt tiền nhất. Phiên bản có mức giá niêm yết là 609 triệu đồng. Tại thời điểm này, dịp đầu tháng mới, đại lý sẽ giảm là 40 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra có tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa, có tặng thêm 40 triệu đồng tiền phụ kiện nữa. Giá bán còn lại của City RS là 569 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 633 triệu. Ở Hà Nội là 665 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 653 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 633,
Hà Nội là 665 và Thành phố Hồ Chí Minh là 653 theo phương án trả thẳng. Trả góp của City RS này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 179 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 210 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 199 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 179, Hà Nội là 210 và Thành phố Hồ Chí Minh là 199 theo phương án trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn của cái dòng xe Honda City tại thời điểm dịp đầu tháng 2 2024, cũng là thời điểm cận Tết rồi. Khách hàng kể cả muốn lấy xe đi Tết vẫn kịp giao anh chị nhá. Chỉ cần anh chị khách hàng chúng ta có nhu cầu thôi. Thế còn nếu anh chị mà chúng ta muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế chiếc xe này thì nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ngay đây. Và cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Khi có bất cứ sự thay đổi nào về thông tin giá xe ở trên thị trường như thế nào thì Top Car VN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.